Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy đi bàn giao máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B cho bà con tại vườn ổi ở Đồng Nai. Hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ khởi động máy và khoan lỗ đường kính 25 xuống đất đồi cứng, rất là nhiều cỏ. Hiện tại thì khoan cực kỳ là dễ dàng với hệ thống trợ lực tay đẩy và bánh xe, giúp người có thể là phụ nữ hoặc là những người nhỏ yếu hoặc những người già cũng có thể dễ dàng khoan và dễ dàng di chuyển. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến máy khoan đất đẩy tay Takio hoặc là khung khoan đất đẩy tay thì hãy liên hệ với chúng tôi.